Vườn xứ Ngô Gia chào cô chú quý chị ngày 1 tháng 2 năm 2024 cũng là ngày 22 Tết nha quý chị. Thì hôm nay em là bữa bán cuối cùng nha. À, em sao bán xong bữa nay thì ngày mai em sẽ đóng thùng gửi cho quý anh chị hết ha. Rồi nhân dịp cuối năm thì em cũng chúc quý anh chị mình một năm mới vui vẻ, hạnh phúc ha, làm ăn phát đạt. Thì cũng cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua nha. Rồi bắt đầu bằng cái số 1 của quý anh chị. Quý chị nào mà có gửi cây thì mua giùm em một cây hai cây nữa thì em sẽ gửi luôn nha, còn không thì em cũng sẽ gửi cho quý chị luôn ha. Rồi bắt đầu cây số 1. Cây số 1 là cây hoa màu đỏ, khuôn hoa tròn, khuôn hoa tròn. Cây này củ to nha quý chị, củ to. Rồi cây số 1 này là giá 50 nha, số 1 giá 50. Năm nay làm bông nó bị trổ sớm rồi quý chị. Để mai chị em rảnh em sẽ quay mấy cây sứ của em nay nó trổ rồi. Cây số 2. Cây số 2 nó là trắng hồng nha quý chị, trắng hồng. Trắng hồng cây này chùm nụ dữ luôn nha, chùm nụ mười mấy á. Cây này lứa sau ha. Những cây nhỏ vậy em sẽ đóng nguyên bầu cho quý chị nha. Cây này quý chị nuôi lớn nó trổ bông đã lắm nha. Tại vì chùm nụ nó rất là đông. Rồi cây số 2 này là giá 50, 50 nha quý chị. Cây số 3. Cây số 3 là cây dòng cối Sa Noel, cây này hoa đẹp nha, khuôn hoa tròn quay, cánh hoa dày. Đỏ mà đỏ hồng nha. Viền tím, cây này quý chị nuôi lớn cũng rất là đẹp nha. Chùm nụ hiện tại thì nó khoảng 7 nụ ha. 2 4 6 7. Rồi, cây này phân tàn một nhánh, Noel thì quý chị nuôi mau lớn nha. Cây số 3 này giá 100. Nó còn nhỏ 100 chứ cây này quý chị nuôi lớn là rất giá trị nha. Rồi số 3 giá 100. Cây số 4. Số 4 là cây trắng sọc hồng luôn ha, viền hồng. 10 cánh nha, sai bông to. Sai bông to ha. Cây này nó nhả màu ra thành nền hồng phấn rất là đẹp nha quý chị. Đây, nó bỏ mấy cái sọc. Xứ hạt thì nó muôn màu muôn vẻ nha. Thậm chí cái cây quý chị mua về rồi nó cũng còn thay đổi nha. Rồi, cái cây số 4 này là giá 50. 50 ha. Cây số 5. Cây số 5 là cây hoa đẹp nha quý chị. Đỏ nhung, trắng ha. Có tím tím nữa, hai lớp, khuôn hoa tròn, kết cấu hoa cũng rất đẹp, cây phân tàn rất là tốt nha. Cây số 5 này giá 50 luôn. Số 5 giá 50. Rồi cây số 6. Cây này dòng của ông Đại Mỹ Nhân. Trắng hồng nha, mà cái cây này thì nó hồng nó hơi nhiều nha quý chị. Sai bông to, cánh hoa dày. Cây này phân tàn rất là tốt, củ này cũng cả tầm tay em bé nha. Cây số 6 này là giá 70. Cỡ cái lứa này quý chị trồng tới năm sau là quý chị mới chơi ngon lành nha. Mùa mưa này quý chị đừng có cho nó có bông nha quý chị, cứ để mình trồng cho nó đủ tàn đủ tược rồi tết năm sau mình chơi ha, rồi mình chơi luôn. Còn chứ xưa xứ này thật ra là nó vừa đâm tược lên là nó lên nụ nha. Cho nên quý chị nếu nuôi cái cây muốn mau lớn thì quý chị phải lặt bỏ bông ha. Chứ nó nhỏ vậy cứ ép bông hoài thì nó sẽ lâu lớn nha. Và thậm chí nếu quý chị cứ để bông nhiều quá thì nó sẽ xì, nó sẽ mất mấy tháng tài nó phục hồi được ha. Cho nên cỡ nhỏ vậy thì quý chị cứ nuôi. Rồi tết năm sau mình hãy chơi nha quý chị. Chịu khó năm sau mình thay chậu cho nó hai lần đi là bảo đảm với quý chị nó lớn chơi được ha. Rồi cây số 7. Cây số 7 là cây hoa đẹp nè. Vàng đỏ lem nhem. Vàng đỏ lem nhem, thứ này mà nó rộ bông nó nổi lắm quý chị. Cái giống này nó rộ bông nổi lắm ha. Hoa chuẩn đàng hoàng. Cánh hoa dày. Sai bông này là sai bông cũng dạng trung bình lớn nha. Cây này thì nó phân tàn có một nha, không có phân tàn nha quý chị, một cốt. Những cây vậy quý chị muốn làm tàn thì khi nhiều quý chị trồng lại khi sung quý chị hay xả tàn nha. Thì nó mới đâm tựa được ha. Rồi cây số 7. Cây số 7 này là giá 150 nha, số 7 giá 150. Rồi tiếp tục là cây số 8. Cây số 8 cũng là cây dòng của Đại Mỹ Nhân luôn, cây này hai lớp ha. Hai lớp nhưng mà cái lớp trong nó bị tuột đó quý chị. Nó nhỏ hơn cái lớp ngoài nè. Nó nhỏ hơn lớp ngoài ha. Rồi cây này 70 luôn, cây này phân tàn rất là tốt nha. Phân tàn rất là tốt. Cây số 8 giá 70. Cây số 9 nha. Cây số 9.
là cái cây này là hoa rất là đẹp nha quý chị, nhưng mà hên xui nha, tại do bán bữa nay bữa cuối chứ đáng lẽ em phải để theo dõi, nếu mà em còn bán nữa em phải để cái bông này theo dõi ha. Còn tại vì bán bữa nay nghỉ cho nên em lấy vô bán cho quý chị luôn, thì quý chị mua cũng hên xui nè. Thay vì cây này 300.000 em bán quý chị 250.000 nha, để quý chị mình tại vì nó trổ một lớp vậy quý chị, còn cái lớp này đáng lẽ ngày mai nó mới trổ nha, nhưng mà tại ngày mai em không có bán thì em bán sớm cho quý chị, bán rẻ hơn 50 luôn cho quý chị nào mà có duyên thì sở hữu nó nha. Và hên xui luôn, chắc ăn là hai lớp nhưng mà trổ bung căng một lớp rồi mà rất là đẹp nha. Đó, còn lớp trong này nó màu gì thì em cũng còn chưa biết luôn nha. Đó thì em dịch ra cho quý chị xem là tím tím nè. Cây số 9 củ này là nết lớn con, bộ lá đẹp phân tàn tốt luôn. Rồi cây số 9 này giá 250.000 nha, 250.000 cây này thì rất là đẹp, nếu mà nó bung cái lớp trong này ra nữa thì là em bán quý chị 300.000 ha, nhưng mà tại hết thời gian này bán quý chị cây này 250.000 cho quý chị mình chơi luôn. Rồi cây số 9, cây số 9 này là giá 250.000 nha. Cái loại tím này nó không có ba màu quý chị. Cây số 10, cây số 10 ha, cây số 10 này 100 nha, vàng thực thở, cam cam, vàng cam cam ha. Đó, họng đỏ luôn, rất là đẹp. Hiện tại là size bông nó là size bông trung bình ha, size bông trung bình, với lại cái cây này nó bị khô nữa nè quý chị. Rồi cây số 10 này giá 100, cây này nuôi lớn đẹp, bao đẹp luôn. 11 là một cây màu vàng, cây màu vàng ha, cây màu vàng này là phân tàn được 4-5 nhánh. Cây màu vàng này thì nó có cái size bông rất là to nha quý chị, màu vàng này cũng đậm ha. Đó, rất là đậm. Rồi cây phân tàn rất là tốt, củ to. Rồi cây số 11 này là giá 200 nha, 11 giá 200, bông rất là đẹp ha, 200, size bông rất là to. Chùm nụ này cũng phải tầm 10 nha, cây này cũ nuôi mau lớn luôn nè. Cây số 11 này là giá 200. Cây số 12 là cây dòng sao Noel, cây này lứa sao nhưng mà sai bông rất là đẹp nha quý chị, cây này là đẹp dữ luôn á, đứng hoa, bông thì đỏ rực ha, đỏ rất là ngọt, viền tím cũng tím rất là ngọt luôn nha, khuôn hoa tròn quay, cánh hoa dày luôn, cánh hoa dày ha. Rồi cây này giá 200.000 nha quý chị, 200 ha. Cây phân tàn cũng rất là tốt, củ cũng rất là giống mẹ ha, thắt eo. Quý chị nuôi Noel nó màu lớn lắm nha, đứng hoa, màu sắc bông thì rất là đẹp nha. Rồi cây số 12 này giá 200.000, hoa rất là đẹp nha. 13, cây số 13 là một cái cây dòng đỏ đại mỹ nhân, cây này là trắng đỏ viền rõ nét ha, cái lỗ này bị sâu cắn ha. Rồi cây này phân tàn được 4-5 nhánh, củ này cũng cỡ cùng giò em bé nha. Cây số 13 này giá 100, 13 giá 100 nha quý chị, cánh hoa dày, viền rõ nét. Rồi cây số 13 này giá 100. Tiếp tục là cây số 14 nha, cũng là cây dòng của đại mỹ nhân luôn. Cây này thì sẽ bông to hơn, khuôn hoa tròn, còn cái kia khuôn hoa nó hơi nhọn nha quý chị. Đó, này là trắng viền hồng nha. Cây này phân tàn cũng rất là tốt, củ cũng cả cùng giò em bé luôn, nó trổ hai bông nè quý chị. Rồi cây số 13, 14 này là giá 100 luôn nha, 14 giá 100. Cây số 15, cây số 15 là cây đỏ này là thuộc dạng đỏ đẹp nha quý chị, đẹp cực kỳ luôn á, đỏ thật là ngọt nha, cái họng cũng đỏ thật là đẹp. Này nó đẹp là hơn thần tài luôn á quý chị, nhưng mà không biết nữa cái độ nó rộ bông như thần tài không, chứ là cái bông là bao đẹp hơn luôn á. Cánh hoa dày, màu đỏ thì rất là ngọt nha, họng đỏ rất là giống thần tài luôn, nói chung rất giống thần tài nhưng mà nó không có dính dảnh như thần tài nha. Thần tài thì nó trổ ra nó hơi dính dảnh, nhưng mà được cái thì nó rất là rộ bông nha. Còn cái thằng này thì nó trổ rồi quý chị thấy bung căng, không qua tròn quay ha, họng đỏ rất là đẹp. Cây này quý chị nuôi lớn thì thôi, nếu nó nhiều bông nữa thì cực kỳ ha. Bộ lá đẹp luôn nha quý chị, bộ lá nè, bộ lá tím tím rất là đẹp luôn. Cây này hiện tại chùm nụ nó thì khoảng 6 nụ thôi nha quý chị. Quý chị yên tâm nha, cây sứ mình nuôi càng lớn thì cái chùm nụ nó sẽ tăng lên và cái chất lượng bông nó cũng sẽ tăng lên nha. Thứ nhất đó, quý chị mới về thì cái bộ rễ trồng lại, cái bộ rễ nó yếu, có thể bông mình nó không có giống như mong đợi nha. Nhưng quý chị nó cứ nuôi càng lớn thì cái lúc đó nó ổn định rồi nó sẽ cho hoa đẹp hơn ha. Rồi cây số 15
này giá 100 nha, cây này 100 để em coi nó thơm nha. Thơm luôn quý chị, thơm nhẹ nhẹ thôi ha. Hoa rất là đẹp, màu đỏ này rất là sang luôn. Rồi, 15 giá 100. Cây số 16 nha. Trắng tinh. Trắng tinh họng vàng. Cây này phân tàn đẹp khỏi chơi luôn. Củ to. Bằng cụm giò em bé. Cây số 16 này giá 70. 16 giá 70 ha. Rồi 17. Tiếp tục là cây số 17 nha quý chị. Là một cái cây lem nhem 3 lớp. 3 lớp nha. Trắng, đỏ và tím ha. Nó màu trắng, màu đỏ, viền tím. 3 lớp hoa bung căng. Hoa rất là đẹp. Cây này phân tàn cũng rất là tốt luôn nha. Cây này quý anh chị có thể uống làm, nếu quý anh chị chơi bonsai thì cây này là có thể làm dáng bay được nha quý anh chị. Ha. Cây này mình có thể uống dáng bay được nè. Đủ chi luôn đó nha. Rồi cây số 17 này là còn quý anh chị chơi bình thường cũng vẫn đẹp nha. Cây số 17 này giá 100. Cây số 17 này giá 100 nha. Rồi 18. 18 là cây hồng lem luôn. Hồng lem 10 cánh ha. Sai bông to, cánh hoa dày. Cây này phân tàn cũng được. À, nhiều nhánh nha, cũng to bằng cụm giò em bé. Rồi cây số 18 này giá 50. 18 giá 50 nha. 18 giá 50. Rồi cây 19 ha. Cây số 19 là cây cũ rất là to. Cây phân tàn tốt. Cây này bông cũng cây này là cái nết của thằng Sao Noel nha quý chị, nhưng mà nó không ra, nó ra đỏ nè. Cánh nhọn nha. Độ cũng rất là chuẩn ha. Mà hả nó ra đỏ thì nó được cái nó cuốn nó ngắn nha quý chị, cuốn rất là ngắn. Cuốn ngắn ha. Mà này chắc do nó thiếu chất nó trổ con bông này là đạt năm sau thôi ha, còn mấy cây này nó trổ hai lớp. Rồi, cây số 19 này giá 70 nha. Cây cũ rất là to, cây này to đùng luôn, này về đưa vô chỗ lớn chơi luôn là được rồi nha quý anh chị. Tàn tựa đầy đủ ha. Mấy cây này em phải nhổ ra nha. Nhổ ra. Rồi, cây số 19 này là giá 70 nha. Rồi hôm nay thì em có 19 cây nha, và cũng là bữa bán cuối cùng của năm nay ha. Rồi một lần nữa thì em cũng xin chúc quý anh chị một năm mới an khang thịnh vượng ha, làm ăn phát đạt. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt quý anh chị.